Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xin ý kiến Ủy ban dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Cuộc họp cũng do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì. Dự án xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, xã Phước Tỉnh và xã Phước Hưng, huyện Long Điền có tổng diện tích đất khoảng 9,45 ha, gồm 4,65 ha tuyến kè và 4,8 ha tuyến đê giảm sóng. Tổng mức đầu tư dự án trên 117,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn phương án kè có đỉnh cộng 3m kết hợp 6 đê phá sóng xa bờ cao trình cộng 2m nhằm phù hợp với cốt nền khu vực, không chắn tầm nhìn ra biển. Kè xây dựng sát bờ đất liền nên giữ được bãi cát tự nhiên hiện hữu, phục vụ tắm biển, hoạt động của người dân và phù hợp với mục tiêu phát triển du lịch. Sở cũng đề xuất hai phương án đầu tư kè Phước An, trong đó phương án 1 kêu gọi doanh nghiệp đầu tư dự án du lịch trong khu vực theo quy hoạch và yêu cầu doanh nghiệp cam kết đầu tư công trình chống xói lở, bảo vệ bờ biển. Phương án 2, tỉnh sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án kè, giá trị đầu tư được tính trong giá trị đấu giá giao đất cho nhà đầu tư dự án du lịch tại khu vực này. Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng ý kiến của các ngành liên quan, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Ban quản lý dự án nông nghiệp tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự án xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, trong đó tập trung đánh giá hiện trạng, dòng chảy, từ đó đưa ra nhiều phương án khác nhau trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.